Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng coi cách mà người thợ chuyên nghiệp họ sơn nhà như thế nào ở Mỹ nha. Đây là toàn cảnh căn nhà mà trước khi sơn nha cả nhà. Nhà mà mình ở lâu năm á, thì nó sẽ bạc màu và nó như thế này nè cả nhà. Thì mình mướn thợ họ tới, họ sẽ rửa và sơn trong vòng 2 ngày. Ngày đầu á, thì họ đem máy tới, họ sẽ rửa nhà. Sau khi mà rửa nhà đó thì họ sẽ đóng lại những cái miếng ván mà nó bị bung bị xốc ra đó. Rồi ngày thứ hai á thì họ sẽ tới họ dán những cái cửa sổ bằng những miếng ni lông trong á, họ che lại để khi mà sơn nó không có dính vô cái cửa sổ của mình á. Thì họ tới 2-3 người cho nên họ làm trong vòng có một ngày, sơn có một ngày thôi, rất là nhanh. Họ chia nhau ra, người thì sơn sườn nhà, người thì sơn viền nhà, nên rất là nhanh luôn cả nhà. Sau khi mà dán xong những cái cửa đó thì họ sẽ bắt đầu sơn nha cả nhà. Những năm gần đây thì ở Mỹ người ta thường sơn nhà bằng những tông màu nóng và nhìn nó lạ chút á. Thì ở đây nhà mình sẽ chọn cái tông nhà màu cỏ úa. Mới nhìn nó thì không có quen thì cái màu này nó hơi chói một chút, nhưng mà lúc mà nó đậm màu xuống thì nhìn cái màu cũng lạ lạ hay hay á cả nhà.
Bây giờ thì căn nhà đã được sơn xong, cũng rất là đẹp. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Nếu yêu thích kênh của mình, đừng quên cho mình like, bình luận, đăng ký và mở chuông báo để bạn là người nhận được video sớm mới nhất của mình. Mình cũng chúc cho cả nhà luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha, bye bye.